Hello anh em nhá, chuẩn bị có kịch cho anh em xem này. Đây, chuẩn bị đến nhá anh em nhá. Kinh kịch đây rồi. đây rồi. Ok nhá. Nào anh em chia sẻ đây. Đấy giờ xem này làm việc đây. Đây chắc là mấy đồng chí áo xanh ngày hôm qua kia vẫy mình đây. Em có chấp hành không? Đấy. 29A027 59. Hello anh em nhá. Gần cầu Mễ Trì em ơi. Đấy các sếp áo xanh này hôm qua hay là hôm kia bảo em có chấp hành không. Đây, hôm nay ra xem các sếp xem các sếp làm việc nhá. Đây khả năng là hình như hai đồng chí áo xanh này hôm qua hôm kia nói đúng câu đấy với mình. Anh em chia sẻ đây nào. Đấy. Anh chả biết được. Thấy ngày nào cũng làm ở đoạn này. Hello anh em nhá. Anh em nào xem thì comment lên đây xem nào. Anh bảo. Vâng. Anh bảo. Ơi sếp cứ làm việc đi, em đứng đây xem các sếp làm việc tí thôi, không có gì cả. Em biết đâu được. Ơi kệ vợ. 100% quận Nam, anh không biết em ơi. Anh vẫn còn clip mà nhưng mà chưa đăng. Biết đâu anh của em mà Tùng. Đây xem mấy anh áo xanh này có anh nào anh của em không. Chả nhớ hôm qua hay hôm kia sếp nào bảo là em có chấp hành hay không. Mà rõ là em bảo là em chỉ có dắt cái xe vào đây thôi. Em không biết được. Ôi. Căng lắm em ạ.
lô anh em nhé. Ngô Bà Khá, à Ngô Bà Tuệ, tưởng Ngô Bà Khá đang bảo quái thì như Ngô Bà Khá vào comment này, chịu chết. Anh em nào xem thì comment lên đây xem nào, tương tác đi, chia sẻ đi anh em ơi. Không, chưa thấy có vật muỗi. À như ở đây không có vật muỗi mấy đâu. Đi bộ ra đầu cầu để ra đi. Hello 500 anh em nhá. Bịt cái khẩu trang vào cho nó đỡ lộ nhá. Đấy, các sếp đang thổi. Nay nhiều anh em xem phết nhở. Hello 500 anh em nhá. Có dây đây em ơi, có dây nhá, Đặng Phong Huy nhá. Hello anh em nhá. Hello Ngô Bá Tuệ nhá. Ôi, nay nhờ anh em xem đấy, 600 anh em xem rồi. Căng nhờ. Cho Lê Phước 10 điểm nhá, Lê Phước nhá.
Có anh em nào gần đây không nhỉ? Ra làm con gà hấp mía này, làm ít bia ra đây uống. Đây, ở đây có gà hấp mía rồi, anh em nào có bia không nhỉ? Phương Điệp, các anh vẫn đang làm mà. Hello 79.000 người anh em nhá. Đâu có anh em nào rảnh thì ra đây. Anh em nào rảnh thì mang bia ra đây nhá. Đây có gà hấp mía đây rồi. Mang bia tét thì thổi ra một lên thôi mà. Hello Thắng nhá. Đã uống xe là không lái rượu đúng không? Mà đã uống rượu thì không uống bia. Đây. Anh vừa mới test hôm qua hay hôm kia rồi em ạ. Các sếp bảo có chấp hành hay không? Đây. Trần Thành, mỗi cái thổi bao nhiêu người ngậm vào? Không, cái này không phải là ngậm nhá. Cái này là thổi cách xa mà. Cái này là thổi hơi vào thôi. Vâng, thì em bảo mà. Không, à, thì em bảo là có phải đúng không đâu. Anh bảo là phần gì? À vâng. Vâng. Thì em vẫn nói đúng mà. Em vẫn đứng có làm gì đâu, các sếp vẫn làm việc bình thường mà. Sao lại phản cảm anh nhỉ? À thì em vẫn đang đứng ở trên vỉa hè này có ảnh hưởng gì đâu nhỉ, sếp nhỉ? Thắng ở gần đây, ông ra đây chơi em ơi. Thì thầm chuyện 18 cộng nhá, Phạm Tiến nhá. Anh mày nói chứ ai. Cái thằng Thắng này anh bảo mày ra đây. Anh bảo là ở đây có gà hấp mía rồi, mang bia ra đây. Vừa nãy anh vừa ở Tây Hồ xong thì chả thấy mày đâu. Vừa nãy anh like mãi ở Tây Hồ rồi.
vừa nãy anh rửa thanh niên xong còn gì nữa. Trần Hiếu Đông quay linh tinh làm gì? Quay như nào là quay linh tinh hả bạn ơi? Bạn không thấy là tôi đang quay rất nghiêm túc kìa. Tôi quay không hề rung máy, không hề nhiễu lác gì. Ông bảo quay linh tinh, ông mới lừa linh tinh ấy. Lộc cá lộc cơm. Idol gì anh? Em chỉ là công dân bình thường thôi. Các sếp cứ việc làm việc thôi. Xem đâu? Em đi bộ ạ. Ôi giời ơi, từ đây còn lên thanh niên Hồ Tây nữa, anh vừa ở trên đấy về xong em bảo lên đấy nữa, chịu rồi. Xa lắm em ơi. Đây, khách xếp đang làm đây. Đây là đang đi ở vỉa hè nhá. Đây dây căng ở đây.
Hello anh em nhá. Đúng rồi, Nguyễn Mai nhá. Ở trên đằng kia có mấy quán bia. Quán bia, mấy quán to to, quán bia ở đằng phía đằng tít đằng kia à. Hello Tú nhá. Tú có con trai. Dạ. Dạ đặc biệt danh là Tú có con trai nhá, Tú nhá. Em quay trong nhóm. À, quay để cho anh em biết cảnh à? Không. Trong nhóm tá giao thông. Nói chuyện với bạn mà. À không, anh sếp cứ làm việc thôi. Đúng rồi nhá, Phạm Quang Thế nhá. 10 điểm.
ra đi. Không phải, đây là cái này là anh em kiểm tra nồng độ cồn bác tôi. Kiểm tra tôi bảo rồi, tôi uống vài cốc bia, tôi bảo là tôi đi làm bên này. Vâng. Xe được vài triệu thì cho các anh lấy. Không, cái này là anh chỉ cho nó lấy, nó lấy vào mà. Anh em đang kiểm tra bác. Thì tôi mà tôi thừa nhận cơ mà, tôi cũng chưa cãi đâu. Vâng. Tôi ngồi. Chả giải quyết cái gì tôi. Xe vài triệu bạc cái cho. Cho lấy. Tôi bảo tôi xin các anh, tôi bảo tôi khó uống, tôi cãi đâu mà. Đây, chân tôi còn đầy bùn đất, tôi là không mang gì, cho, để cho thôi. À, 18B2, 85001. Không. Bảo con nó ra chỗ cầu vượt, chỗ mấy chị ở cái chỗ chung cư Kênh Nam ấy, à chung cư Trung Văn ấy, chung cư Đồng Kinh và ngoài đấy, đón anh cái. Chung cư Trung Văn ấy. Anh ra đi, bỏ lên xe, bỏ bé xe đi, kéo xe. Các sếp này đang giải lao rồi. Những cái xe này tí nữa các sếp làm việc xong sẽ có xe đến chở đi. Xe chuyên dụng đến chở đi. Xe này chỉ làm việc thôi. Có anh em nào đang ở gần đây không nhỉ? Bảo từ nãy giờ ở đây có gà, gà hấp đĩa rồi, mang bia ra đây. Đây, gà hấp đĩa này đang chờ. Anh em nào ở gần thì mang bia ra đây.
tờ rồi. Sếp đã soi số khung số máy. Chiến miên có mà bạn ơi, đây thì các sếp đang mặc đây thôi. Hello anh Đức nhá, lâu lắm rồi mới gặp anh Đinh Đức nhỉ. Thèm bánh bao quá anh Đức ơi. Đây hình như là đội quận anh ạ. Đây, ở đây có gà hấp mía rồi, mang bia ra đây anh Đức ơi. Em có gà hấp mía rồi. Đang đâu ơi? Thôi mình đi lại cho nó đỡ mỏi chân mà ngồi nhiều mỏi chân lắm.
Đang nghỉ giải lao em ơi. Anh nói từ nãy giờ mở hết cả mồm rồi. Hello Hồng Trà nhá. À, đứng đây được rồi anh ơi. Đã uống rượu rồi không uống bia. Nó lại đi về nhà. Ôi, các sếp không làm nữa rồi, chán quá, dán vào đây. À, lúc nào các sếp làm việc ở đây các sếp nhớ. Để cái này vào cho đỡ bị lấy clip nha anh em nhá. Đỡ bị lấy clip. Đây. Hôm qua hôm kia anh vừa mới thổi ở đây xong mà. Các sếp còn bảo là có chấp hành không. Chết thật đấy. Mà mình bảo để mình dắt mỗi xe vào vỉa hè thôi mà các sếp vẫn không chịu. Trong cho anh thì tuổi kia nó cao thì lên được. Không có luôn. Không có tăng.
thổi nút cho anh. Vâng, anh cười em thổi. Bây giờ 0.00% nhân miligam nhân lít rồi anh bảo có nồng độ cồn. Có rồi đấy anh ấy ạ. 0.00 mà có. Xanh này. Đây anh nhìn thấy dài dài đấy kìa. Đấy. Của anh là mức bao nhiêu? 0.00. Xanh này anh. Bởi vì lúc nãy là 9 giờ là có 2 lon coca ở kia, mấy anh em uống cả nhưng bia rượu thì không uống. Hai test thổi sai này, thổi là phát. Anh bảo có nồng độ cồn về, thổi như thế, thổi chục lần đấy cũng chả thấy gì, anh bảo thổi cứ thổi đi thử lại. Thế nhưng mà cuối cùng là anh thổi không có à? Không có. À, thế là thổi không có, xong rồi thổi lúc lại có lúc không à? Đấy là lúc nãy em đầu. Anh Đức làm đi anh Đức ơi. Anh Đức hỗ trợ đi anh Đức ơi. Lúc thổi có lúc không. Đây là anh ấy, người vi phạm anh ấy nói thế nhá. Đây là thông tin là chính xác nhá anh em nhá. Tránh xuyên tạc vớ vẩn. Thế nhưng mà là anh có uống không? Không đúng không? Hai lon coca. Uống thì nó lên đầy, lên cực. Ê, anh Đức nhận đi anh Đức ơi. Có clip đây rồi. Lên đéo có miligam nào. Lúc đầu cứ ở có lông cực cồn. Bê phổi chả thấy gì. Phổi gần chục lần. Bắt rồi đi anh bây giờ. Đây cứ chờ cho anh làm việc xong mấy cái này đi, xong rồi anh vào làm việc. Vâng. Xem các sếp bảo thế nào. Yên tâm, nếu mà không có em quay clip ở đây cho anh rồi. Anh yên tâm. Có gì em sẽ hỗ trợ cho. Nếu mà có cần phải khiếu nại, nếu mà không có thì em kiểu nại nhờ. Đây đang chờ các sếp làm việc đây em ơi. Anh vừa bảo anh vào làm việc rồi. Xem các sếp báo. Ok nhá anh Đức nhá. Em đang thèm bánh bao của anh Đức ạ.
anh ấy vừa bảo là uống 2 lon coca nhưng mà thổi có cồn, nhưng mà sau khi thổi lại vài lần rồi đều là không không. Đây đang đứng để xem các sếp làm việc anh ấy. Anh cứ ngồi ghế đây, làm việc đàng hoàng, chứ phải đứng. Đấy. Nguyễn Thị Loan. 27 rồi. Chào Loan nhá. Người yêu em mà Loan ơi. Em like ở nhóm ấy, nhóm táo giao thông. Anh về cứ lên Facebook anh tìm là sẽ thấy. Anh nhập lên táo giao thông. Vâng. Anh có cồn rồi đúng không? Thôi cứ vào làm việc với các sếp thôi. Chồng chị này vừa nãy thổi lúc có lúc không, các sếp đang còn làm việc lại. Còn nếu mà có sai sót gì em có thể hỗ trợ đơn từ khiếu nại. Anh cứ về tìm táo giao thông nhóm 63k thành viên là các thấy clip ở trên đấy. Em tên Hoàng. Đây, TikTok của em đây. Chào 10.000 người anh chị em nhá. Cám bộ bảo là không có nồng độ cồn được về rồi anh. Vâng, anh đi nhá. Ok anh nhá. Đấy, thế là anh ấy về rồi anh em ạ. Chắc là máy móc sai số. Quay cái này có được tiền không? Dạ? Quay cái này có được tiền không? Sao anh? Quay cái này có được tiền không?
À, được hay không thì nó là việc của em thôi. À, em quay để em nổi tiếng TikTok à? Đương em TikTok nổi tiếng. TikTok cơ. À không, đây em quay ở trên nhóm ấy rồi. Cho anh vào cái trang đi để anh lấy thông tin để kiểu anh đi bán hàng đa cấp tí nhỉ. Vâng. Quay được tiền thì anh mai anh đi quay. Đây em đang quay ở nhóm táo giao thông anh nhá. Táo giao thông là cái táo gì? Dạ. Táo giao thông là cái táo gì? À, em quay ở nhóm của em thôi. Chứ ngoài là loại cái táo gì, ví dụ táo ăn hay là táo nhập khẩu hay là táo ta hay là táo gì. Sao anh? Cái, anh hỏi cái táo đấy là táo gì, vì hôm nay anh đi làm anh mới biết cái táo. À đấy. Vâng. Táo này dùng để ăn thôi anh. À, táo ăn này. Vâng. Ăn là được rồi. Vâng ạ. Bây giờ cứ cái thực phẩm nào ăn được nó là được thôi. Ăn nhưng mà vâng. Nó có thuốc sâu không? Sợ là nó độc hại. Cán bộ quan tâm quá nhỉ? Hả? Cán bộ quan tâm đến sức khỏe quá nhỉ? Tâm chứ. Vâng. Táo nhất. Vâng vâng. Sức khỏe là quan trọng. Đúng rồi, nó cho công tuyên truyền mạnh ở Bắc. Vâng. Đấy, Phạm Đức Trịnh, đội giao thông trật tự Nam Từ Liêm này, ông bật flash lên. Tôi lần đầu tôi được lên TikTok ấy. À vâng, em không phải like TikTok anh ạ, em like ở Facebook. Vâng. Nhóm riêng thôi. Kênh nào đây? Dạ. Tại kênh nào đó xem nào. Thôi, kiểm tra. Cái điện thoại của em anh không có quyền kiểm tra. Nào, lưu. Kênh nào thì anh em biết. Anh cứ tìm Facebook táo giao thông là sẽ thấy. Anh có để ý rồi bọn táo bọn kia tách từ đâu thì bọn bạn nhanh táo biết. Vâng. Anh làm công việc của anh thôi. Ừ. Hỏi đấy nó cứ quay mà lần đầu được quay ra hỏi xem nó. À vâng. Chào. Anh Phạm Đức Trịnh 556097. Ok. Vâng. Thôi các anh cứ làm việc đi. Ừ rồi. Đây em quay. Em đứng ra đây cho các sếp làm việc. Tốt. Vâng. Ôi giời ơi. Tí về lưu lại cái clip này anh em nhá. Còn mấy cái clip hay nó chưa đăng đâu. Chờ có dịp thì đăng. Anh em nhớ quay clip lại cái đoạn đấy nhá. Không anh nhớ đâu, tí nữa Facebook nó lại bị trục trặc vấn đề gì. Em hỏi anh cái gì đâu? Em có hỏi anh câu nào đâu? Em đang đứng ở đây, tự nhiên anh quay mặt lại anh bảo hỏi cái gì? Em hỏi cái gì? Clip em có đây này. Anh có muốn xem lại không? Em đi xem. Em cầm pin làm.
Căng anh ạ, căng anh Thái ạ. Lát nữa cắt cái đoạn clip kia ra gửi cho sếp xem. Không anh ơi, ở đây là cầu vượt Mễ Trì anh ạ, chỗ đoạn Cương Kiên ấy. Chỗ này thằng Tùng nó biết anh ạ. Đồng chí Trịnh này vừa nãy bảo là táo phun thuốc sâu rồi. Táo ba lăng nhăng. Mang
đang hiện tại đang có gì đâu. Đúng không? Tí nữa em cắt clip, có anh em nào vừa quay lại clip được gửi cho. Mày phát cho anh cái sao nào? Bộ áo xanh kia vừa nãy bảo là táo phun thuốc sâu. Hot anh ạ. Táo ba lăng nhăng. Đây đồng chí đang ngồi đây. Anh bảo có tên anh ạ. Anh tên là Trịnh. Đợi đi anh nói chuyện với em. Đừng làm gì em. Có vấn đề gì đâu. Hello Huy quần đùi nhá. Vâng anh cứ làm đi. Em xem đồng chí Trịnh này làm việc đi. Ok. Vâng. Mày rảnh háng nhỉ? Anh cứ đứng nuôi ra. Làm gì tao phải đứng nuôi? Mày có rảnh không? Mày đưa tao về nhà.
em bận lắm, không có thời gian này. Bận mày có thời gian mày đi quay. Em quay nó là việc của em. Ảnh hưởng đến anh đâu. Ok anh Thái nhá. Trần Thanh Minh không phải đâu nhá, người vi phạm thôi. Mễ Trì em ơi, cầu vượt Mễ Trì. Đoàn Thúy ok nhá. Ra đây đi em. Ok anh ơi. Ok Tuấn Đoi nhá. Thế biết anh đứng ở đây làm gì không? Vâng em biết rồi anh Thái ơi. Quay lắm à? Đúng rồi anh. Ủa không? Ok anh Thái nhá. Anh làm từ lúc đấy bây giờ mới ký. Đây này. Cái phiếu cồn của em nè. Kệ ông đấy, ông ấy say rồi kệ ông. Quan tâm làm gì? Bản anh giao biên bản cho em đấy.
cái địa chỉ này nhá. Điện thứ 3 trung quan này. Những cây xăng thì được đối ứng đi vào. Ừ, đường đối ứng đây anh em nhà chờ tại Đinh đi. Em đi thẳng tuột ra đường trung cư. Đang đường đối ứng đúng không? Em vòng đường này này kia. Còn thứ hai là em đi đường lên từ Vinh, hai đường. Có nhá Đoàn Thúy nhá. Đây còn anh bên này nữa. Anh tìm trên Facebook em. Táo giao thông. Táo táo. Đấy đúng rồi. Đấy, anh tham gia đi. Đừng quay biển xe em nhá. Sao em? Đừng quay biển xe em. Anh quay đường phố, anh quay ở khu vực đây thôi. Ảnh hưởng gì không em? Ảnh hưởng nhưng mà đừng quay biển xe em. Ờ. Chắc vậy em ạ. Anh đoán thế thắng ạ. Nhưng mà anh ấy rồi, anh chủ động rồi. Vâng anh Thái ơi. Thì chứng kiến thì bây giờ em đang chấp hành thì nếu em cũng chấp hành. Cầu vượt Mễ Trì. Đoạn Cương Kiên nhá, cái chỗ bến xe buýt đấy. Anh em ơi. Hết mạng. Ổn em ơi. Hết mạng. Đây đây ba anh em đứng ở đây nào. Đấy. Đây. Anh em đi thôi. Hết mạng anh em ạ. Hết mạng anh ạ. Đấy, sếp đang đứng đây. Ok Tú ơi.
Anh em vào xem lại đi, vừa nay bị mất mạng. Ông làm xét điểm hả? Hả? Ông làm xét điểm hả? Thì chị ông đang quay lưng. Quay lưng này là bảo sau là chị đó. Em làm sao đấy, anh bảo rồi. Quá đấy, ngồi đây rồi đây. À, nó chụp xuống mà. À, vừa nãy có anh em nào nhớ cả họ và tên không nhỉ? Quên. Chỉ nhớ mỗi tên là anh Trịnh thôi. Ok An Huỳnh nhá. À đây nó đẩy đẩy, con này đẩy hạ gì hả? Đây An Huỳnh ơi. Lát nữa cắt clip ra khác có mà. Tầm 10 giờ. Đúng rồi. Nhìn thằng đeo khẩu trang như thằng nghiện thế. Tôi vãi lồn nhá. Kéo mẹ Tú thì lại bảo thằng em như thằng nghiện.